Bây giờ thì chúng ta sẽ đến một cái vấn đề như thế này. Đấy là khi mà chúng ta lên mạng ấy, chúng ta search hợp âm của một bài hát nó rất là dễ. Chúng ta chỉ cần lên mạng gõ một cái gì đấy, gõ như kiểu là bài bài cha cha của MTV, gõ từ cha, gõ từ hợp âm, các bạn sẽ tìm được hợp âm của bất của bài cha. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta sẽ chơi điệu gì. Đấy, quan trọng như thế bởi vì trên mạng thường người ta sẽ không nói rõ điệu hoặc kể cả nó cũng rất là lung tung, thì làm thế nào để chúng ta biết chơi một bài điệu gì? Đấy, cái đấy rất là đơn giản thôi. Đấy là các bạn hãy dậm chân, các bạn hãy dậm chân theo nhịp của bài hát. Bây giờ mình có thể ví dụ một bài, ví dụ như bài Nồng Nàn Hà Nội chẳng hạn. Dậm chân nó là ten, mình sẽ dậm chân bằng đầu nhá. Này, đấy, mình dậm chân như này, đấy. Đấy. Bất kỳ ai cũng thể dậm chân để theo nhịp, đấy là cái chuyện bình thường. Đấy, các bạn hãy đếm xem cái bài này dậm chân bao nhiêu lần thì chuyển hợp âm. Ví dụ mình đang đánh son này, 1, 2, 3, 4, chuyển. Đấy, các bạn thấy không? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Các bạn sẽ thấy là hợp âm đầu tiên thì mình dậm chân 4 lần thì mình chuyển sang hợp âm tiếp theo. Thì khi các bạn nghe bất kỳ bài hát nào cũng thế, các bạn nghe kỹ cái âm thanh người ta chuyển từ đoạn này sang đoạn kia. Đấy, các bạn sẽ thấy là âm thanh chuyển hợp âm nó rất là rõ ràng thôi. Khi chuyển hợp âm như vậy thì một hợp âm đó dẫm chân bao nhiêu lần, các bạn để ý hợp âm chân dẫm chân 4 lần thì tức là bài này là 44 hoặc là 24 tùy. Đấy. Và sau đó thì nếu như bằng bài như này. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 lần thì tức là bài này là 34. Thế thôi, rất đơn giản là như vậy thôi. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải tìm về nhịp là như vậy. Chúng ta biết một bài hát nhịp bao nhiêu. Cái này các bạn phải tập rất là nhiều để có thể có được thói quen. Sau khi đã biết một bài hát nhịp bao nhiêu rồi thì chúng ta sẽ xem trong cái nhịp đấy có bao nhiêu điệu. Ở trong nhịp chẵn chúng thì mình ở trong nhịp chẵn mình đã hướng dẫn các bạn, đấy là điệu sub, điệu disco, điệu blue, điệu ballad, điệu fox và điệu bolero. Thì chúng ta đã biết tất cả những cái điệu đấy rồi. Thì bây giờ chỉ cần đơn thuần là chúng ta sẽ phân chia ra như thế này. Chúng ta biết giả dụ một bài là nhịp 44. Ok chưa? Một bài nhịp 44 thì nhịp 44 và nhịp 24 rất là giống nhau, chúng ta hoàn toàn có thể chơi điệu giống hệt nhau. Sub có thể chơi cho 24 và 44, ballad có thể chơi cho 24 và 44 tùy. Thì ví dụ chúng ta biết bài đấy là nhịp 44 thì đầu tiên chúng ta phải làm gì? Đầu tiên, các bạn đánh luôn điệu ballad cho mình. Đấy, phải nói đến gần như là phải đến 80% các bài hát nhịp 44 đều chơi ballad. Đấy, ok chưa? Thì các bạn thử điệu ballad cho mình trước. Nếu các bạn cảm thấy ballad không được hợp cho lắm. Đấy, ballad không được hợp cho lắm thì các bạn có thể thử sang các điệu khác. Đấy, đầu tiên cứ là ballad đã, sau đó là đến surf. Đấy, bao giờ hai điệu này cũng đi song song với nhau, surf và ballad. Đấy, đại khái như vậy thôi. Thì bài này còn chia ra hai loại nữa, người ta gọi là vui và buồn. Nếu các bạn chơi một bài vui vui nhá thì không bao giờ chơi điệu surf chậm cả, chẳng có bài nào vui mà lại được đấy, nghe là thấy buồn rồi. Người ta sẽ chơi surf nhanh. Đấy, các bạn nghe vui hơn hẳn. Chúng ta phải chia ra nhạc vui nhạc buồn. Các bạn nghe là cảm giác thôi, nhạc nó buồn, nó trầm, nó đều thì đấy là nhạc buồn. Nhạc buồn chúng ta sẽ chơi sub chậm. Đấy. Hoặc là ballad. Ballad đều chơi được cho cả nhạc vui nhạc buồn. Đấy là lý do vì sao mình bảo các bạn hãy thử ballad luôn đầu tiên. Thì nếu biết là bài này là nhạc buồn, chơi luôn sub cho mình. Rất là đơn giản, sub chậm luôn, quạt sub chậm, giải sub chậm. Anh không vì giờ đây ta đã nhau rồi. Không, giờ đây ta hết yêu nhau rồi. Đấy, bài này nghe nó có cái gì buồn buồn. Nếu các bạn mà đánh điệu đi cổ anh không, vì giờ đây ta đã hết nhau rồi. Anh không. Đấy, nghe nó rất là kỳ. Đấy, vì nó rất là kỳ. Cho nên là chúng ta nên chơi nhìn cái điệu nào nó buồn. Đấy, điệu sub là buồn nhất trong tất cả các điệu này. Thì còn lại là điệu vui, nhịp vui, nhịp vui. Nếu mà chúng ta nghe bài này nó vui vui thì chúng ta có thể chơi luôn sub nhanh. Giả dụ như bài một nụ cười vẫn hé thế giới vẫn quay, nghe là đã thấy vui rồi, thế thì chẳng có lý do chúng ta sơ chậm. Nếu các bạn thử sơ chậm nó sẽ nghe nha. Một nụ cười luôn hé thế giới vẫn quay, còn tôi vẫn nơi đây vẫn còn nghe, cả nghe nó có bị trầm trầm ấy. Nếu mà một thế giới vẫn quay, còn tôi vẫn nơi đây vẫn còn nghe, đấy nó rất là vui. Hoặc là các bạn có thể khi mà đã vui nhá, các bạn chơi đi cổ luôn được. Thế giới vẫn quay, còn tôi vẫn nơi đây, blue cũng được. Thế giới na na Đấy, các bạn thấy là như vậy đấy. Nếu mà nhịp, nếu mà bài này buồn, sub chậm luôn, không cần phải suy nghĩ nhiều. Nếu bài này vui, thì chúng ta có
các điệu còn lại, thử ballad trước. Ballad, nếu ballad mà thường ballad kiểu gì cũng được luôn, còn nếu mà cảm thấy nó chưa đủ vui, đi cổ, bờ lù, sợp nhành, được hết. Đấy, đấy là kinh nghiệm nó là như vậy. Còn nếu như là riêng bolero ấy, chỉ có nhạc sến thôi, tức là nhạc vàng, tức là nhạc nó hơi cũ một tí thì nó mới chơi bolero thôi. Các bạn nghe cũng thấy nó hơi sến sến mà. Đấy, nghe nó sến sến, bolero luôn. Đấy, không cần phải suy nghĩ nhiều. Đấy là vấn đề chúng ta nhịp nhịp 4-4-2-4 hay 4-4. Còn nếu mà đã là nhịp 3-4 ấy, van luôn, không cần phải suy nghĩ. Còn nếu van hoặc Boston luôn, đấy là sở thích của các bạn. Còn nếu là 6-8 ấy, slow roll luôn, không cần phải suy nghĩ nhiều. Chắc chắn là như vậy luôn. Đấy là cách mà chúng ta làm thế nào để biết được là một bài hát nên chơi điệu gì. Đấy, đại khái như vậy thôi. Giả dụ mình hát bài như này. If you ever feel like plastic bear dipping to the wind, you're gonna start again. Đấy, các bạn thấy bài này vui hay buồn? Mình nghe lại thấy vui rồi, chẳng có bài nào buồn mà nó lại nghe như thế cả. Bài đấy vui đúng không? Thế thì chúng ta nó nhịp bao nhiêu nữa? If you ever feel chuyển, like plastic bear chuyển, teo 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 4-4, mình sẽ chơi điệu disco. If you ever feel like plastic bear dipping to the wind, gonna start again. Đấy, vãi hợp luôn, kể cả chúng ta chơi cả cái điệu disco. Ballad cũng được. Baby you're the fire, gonna show the world you are. Đấy, rất là hợp. Nhưng mà bây giờ mình thử sâu chậm nhá. If you ever feel like plastic bag. Đấy, tự dưng nghe nó bị trùng trùng, không hay. Còn nếu mà bài nhỉ, remember when I was young, so were you. Đấy, bài này vui hay buồn? Bài này không hẳn là vui, không hẳn là buồn, nhưng mà nó mát mát, đấy, nó đều đều, nó ít chữ. Remember when I was young, so were you. Đấy, các bạn thử đánh nhanh, nó sẽ rất buồn cười. Remember when I was young, so were you. Nó hơi bị nhiều tiết tấu quá, mình không thích. Cứ hơi buồn buồn man mác, sập chậm luôn. Đấy, đại khái nhé, đấy là kinh nghiệm của mình khi mà chọn điệu. Nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Ok, thì hẹn các bạn ở bài tiếp theo.